Vừa về được con 36 với một con 46, con kia cabin. Con kia 46 cabin là ga điện, số cơ bên cơ ga điện. Ga điện đó thì chuyển cơ được cũng được nha, hoặc là để dậy xài. Bảo hành 6 tháng. Đó, xe đẹp. Con này là 36 ga cơ. Ông anh ở Phan Thiết. Chốt luôn và về luôn nha. Chốt luôn về luôn chứ không có suy nghĩ gì nữa hết. Đó, 36 chốt liền trong ngày, mua che số cơ bên cơ ga cơ nha. Con này được cái ga cơ bình mới nhất mới về Phan Thiết, về làm đất nhà thôi, khoảng 10 mẫu à, 10 hết đó. Mình rửa ráy vệ sinh đánh bát rồi hết sạch sẽ, thay nhớt nhau, thay cho cặp vỏ sau vỏ Ấn Độ mới nha. Đó, vỏ Ấn Độ 13 củ khoai, 13 26 13 củ khoai. Nói chung là vỏ thì nó không mắc, mà cái thằng bán là nó mắc nha, bán mắc, bán cao. Hơi buồn tí xíu thôi. Đó, giờ chuẩn bị lên xe tải để sẵn kìa. Đi tính luôn. US36 đẹp long lanh luôn nha, nguyên rinh nè. Nhà khè luôn á. Nè. Ga cơ. À, xe đẹp lắm, heo bét chưa có dấu xả khóa nữa nha. Tối mà ngồi nhìn nè, bát vàng ốc sexy vàng vàng ươm luôn nha, đẹp long lanh. Hơn 2 đồng 36 tua nhanh ha, con ngoài chạy phải 35 ga cơ. Cái ga cơ thì nó hơi ngon hơn cái ga điện một tí xíu, giá trị hơn nha, mắc hơn rồi. Là lên xe lọt về với chủ mới thôi, làm tốt. Đó. Con này vàng chân vàng đồ cứng cáp rồi nha, vỏ mới là yên tâm rồi, xài rồi. Bỏ lên trên sau cái ghế anh hả, khỏi ấy luôn. Về nha, để ý cái đồng hồ giờ khoảng 150 giờ nữa xả, bỏ thay nhớt thay lọc. Thay cái lọc rồi luôn, thay nhớt, mua cái canh nhớt 5 lít hay 10 lít về để dành thay hai lần. Nhớt Kuta thì càng tốt nha, nhớt xịn thì càng tốt, đừng mua các trôn hay mấy hãng kia nó giả nha. Rồi, anh trai về làm ăn may mắn. Đó, mua cái vàng sới mới nữa. Rồi, anh chị nào quan tâm tới xe nào thì liên hệ tiếp nha, liên hệ trực tiếp. Một số xe US40, 46, 36 thì em bán rồi, còn 31, 35, 39 đầy đủ luôn nha. Chị nào quan tâm thì cứ liên hệ, đầy đủ luôn, về đầy đủ dòng US cho mọi người lựa chọn. Đó, tha hồ luôn nha. Đó, lên xe xuống xe rồi đều đều luôn. Bà hàng em là đi về liên tục nha. Chứ anh chị hỏi là còn xe ở bãi không, nhiều khi đi vô không có xe là vì xe nhiều khi xe lên sóng xong dọn con nào bán con đó, dọn nào bán đó, hàng cũ đi hàng mới về liên tục nha, nên là không có hàng nằm thì không có, nên để cho quý anh chị coi lựa chọn cũng như là lựa từng chiếc thì không có nha. Xe nào về đẹp thì em đều quay lên là hết nha. Đó, rồi anh chị em nào đang quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0966588517, địa chỉ bãi là ấp 5 xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đầy đủ hết nha. Xe gì không có thì em đi mua chia sẻ lại của anh em khác để về phục vụ cho mọi người nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại nha. Mờ quá, điện thoại gần hết pin rồi. Rồi, lên xe về với anh Hà Phan Thiết. Con là hai cầu, số cơ bên cơ ga cơ, tua nhanh nha. Gài cầu biết chưa? Cầu cái cần kéo lên cái xuống gì đây? Đây là có cái cần gài cầu, hình như đó là gài cầu không á. Còn cái dây đèn bản số này nó không chịu gắn. Đó. Hình như kéo lên hay là đẩy xuống gì ở đâu, chạy chậm lên thử là biết liền à. Đó, thay vỏ Ireland Ấn Độ mới luôn nha. Thay vỏ sau vỏ Ấn Độ mới.